rồi, hỏi gì là ứng biến ngay, ngắc cứ cái là nó thành quen đấy. Cốt cốt này đục xong thì bao nhiêu đây anh Lực? Đục xong là 35 triệu. 35 cứ cái loại mà đầu gấu này mà đục sướng nha. Già nguồn lực hôm trước vạn phúc đồng lắm anh ạ. Đồng đồng là người chém không hết, mỗi đội không có cây. Đây, bận đây quá mà bao cây làm cây mà đi. Và hai anh em chia đôi ra đấy tí thì được. Nhưng mà đã làm gì được đâu đấy. Nay bên hoàn thành hai con, còn con kia thế nào? Bây giờ đấy là con này. Đục đâu ra nét đến đấy đấy. Ngày xưa đúng ý mình có phải là ngon ăn không nhỉ? Rồi. À, này gọi là tiên này. Tiên này này. Đấy. Tiên. Mở 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 non cái sau nó lại dính bố nó vai lại. Cũng thoát vai được. Bên này cũng phải mở làm phát nữa nha. Đấy. Ngon đấy. Cứ đục xong lại ối rồi ôi đấy. Ôi ô chậu tàu vừa phí đấy. Đây số của người đẹp đây. Alo mà bốc anh em. Đấy, liên hệ. Con này người đẹp vừa bảo là bán riêng là bao nhiêu nhỉ? Bán riêng 45. 45. Ôi, uống nhiều nước chè xót ruột thế. Bây giờ người nó cứ lơ nga lơ ngơ. Đục xong cái thích không? Anh em thích không? Quá thích. Toàn cỡ một người bê nặng đây. Cỡ nuôi lên tiền đây. Đấy. Chắc hơn năm nữa chắc không nhận ra này. Không nhận ra cầy. Thấy không? Thôi làm xong bán trước con sau được tí công thì bán rồi. Ừ thì mình cứ quay vòng nhé. Quay vòng. Ôi rồi lúc ấy sao lại đẹp thế, mình lại bán rồi. Đấy. Con này thì đây còn 1 lít đây. Đấy thấy chưa. Nhưng mà thân quen. Còn 1 lít đây. Vẫn còn đây. Đi chơi nốt góc này các bác. Xin thưa các bác là đang ở bên khu thương mại Long Biên nhé. Đấy đằng kia còn nhưng mà không có nhiều. Không có nhiều. Chờ ô tô đi qua để sang đường đấy. Kia có cây sơn trà với lại mai chiếu thủy, rừng mai chiếu thủy ở trên gỗ lũa, những cái thân gỗ to khiếp, chắc lũ lụt mới móc được cái này ra các bác nhỉ. Đấy. Ghê không? tín đồ mà yêu gỗ lũa thì đến đấy. Đấy, còn hàng non đây, hàng non này về chăn nuôi tốt quá. Anh em vẫn đang ngủ say sưa. Bên này tiếc quá, bên này thiếu, bên này nó khó vào trong. Nhưng dáng dấp là ok đấy. Chơi một mặt nữa. Đầu màu
cây của hình như cây vời hôm qua, cây của vời hôm qua hay không? Xi đây, xi đẹp đấy. Đấy, chỗ này cũng nhiều đồ để bắt đấy các bác. Đấy, có trực hoành này cũng hay này, trực hoành, trực hoành già, già đấy, già chậu tàu. Sau này cho vào chậu ngắn hơn, chậu nhỏ hơn một xíu, nhỏ hơn một số nữa là được. Được ạ. Xì. Đây này, có cái con này thì nhìn sơ là thấy nhiều tiền, nhiều đầu, nhiều tiền. Nó giống với cái con nhiều đầu của viết ở bên kia, của lực ấy. Rồi chỉ chờ phơi nắng trên chậu thôi thì nó sẽ sáng ra đây. Đẹp. Con lão này đẹp. Xin lỗi các bác, hút nhiều thuốc à? Bồ đề đây. Để thấp quá không nhìn rõ được các bạn. Chung là mặt nạ đẹp. Bồ đề dáng lạc. Ba vai chăn nuôi, dữ liệu tốt. Chung cây đều rất là tốt các bạn. Có điều là có chịu được cái giá không? Nhiều lắm, này nhiều lắm. Lại quay lại với anh Lực này. Lại quay lại với người đẹp này. Thằng đáng anh quá. Ra viện à. Cứ chăn nuôi đi là có công. Anh em tôi đi chợ thì lấy tí thôi, tí lãi thôi, lấy tí vui thôi. Chứ anh em mà nuôi thì nó mới có tiền to được. Anh em đang xuất khẩu dầu thô. Lúc một qua đời để quay vòng. Đấy, như em là em bóc bớt cả chỗ này tí. Không phải giống như này. Đấy. Ôi, về xem thợ thuyền nó làm ăn nào. Đấy kia. Mấy cái đồ bên này chất quá nhỉ. Mấy cây bên chất quá. Đấy, kia đâu màu. Đâu màu. Đâu màu ấy thì đều đục. Nhìn dáng thì rất thích, mỗi tội chả có gì. Đâu màu. Đó. Được nhỉ. Và nhìn cái đầu màu kia nhìn rất sáng, không có tội chả có gì. Chân chả khó. Chơi thân. Chăn nuôi thì lại được thôi, nhưng mà có chịu chăn không? Nghe tiếng đục thân thương, thân thương lắm. Mẫu đơn các bác, mẫu đơn. Ra xem cái tiểu cảnh tùng kim cương này, tùng Đài Loan này cho nó mát. Hành khô lắm các bác, mà con thấy tí nước này
cảm giác dễ chịu lắm. Một vài cái cốt tán tầng phá này, nhiều tiền đấy, không ít tiền đâu. Chỗ này lại nhiều hàng miền Nam. Nói chung là những cái hàng miền Nam, các bác ở miền Nam ra thường chốt ở đầu cuối chợ. Mát. Kéo ơi, thấp cả. Đấy, bác nghe là biết. Nhìn cây là biết, không phải đoán. Gỗ này, chắc là toàn là gỗ tốt thôi. Đấy. Gỗ lại ký đá này, rất là kỳ công. Rất chắc. Nắng mưa bao năm các bác nhé. Đấy. Khủng khiếp không? Các bác nhìn cái này khủng khiếp không? Rất mát, rất mát. Được tráng xi măng các bạn, bảo vệ cái gỗ này đỡ thấm các bạn, nó không bị thấm. Tráng xi măng rồi. Toàn bộ là tùng ở Đài Loan, tùng kim cương. Ok các bác, xin chào và hẹn gặp lại nhá. Đi về đây.